rồi. Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Mấy cái tên như điện thoại mẹ đâu, như điện thoại thầy tự đi nha. Hỏi con xong hỏi gì? Có hay không? Cái điện thoại của con luôn đó. Nốt đáp án còn lại. Hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. The witch's spell. Spell. Broken the beat. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại.
Vào số 5. Ô số 6. Như vậy sau vòng thi thứ 2 tổng số điểm như sau. Maybe the left side should be tucked, the right side too. A little smaller here. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, đứng định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhiên ba. Với câu hỏi này chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Đây là cái bảng học hình. Từ có hay không? Là học con số phải không? Có hay không? Có hay không? Mấy này hiểu không? Vâng. Có hay không? Tập về nhà nè. Rồi làm đi con. Nhưng mà tập về nhà có làm sao? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ngôi số 6. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Làm chương trình cả vòng thi đặc biệt. Vòng thi đặc biệt có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và bạn đã trả lời.
Qua câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu số 5. Và bạn đã trả lời.